Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Nghĩa Thơm Audio. Thì trong cái video này bên em cũng làm cái video test nhanh để gửi hàng đi cho một bác ở Thái Bình. Vâng, thì thưa quý vị và các bạn, đây là một cái dòng mic rất là cao cấp với model là DB550 Pro, một cái phiên bản cao cấp nhất của DB. Và với cái model năm 2021 này thì với chất âm rất là hay. Đặc biệt thì với cái dòng mic cao cấp này thì chuyên sử dụng cho phòng hát chuyên nghiệp và sự kiện các bác nhá. Những cái sự kiện bởi vì với cái dòng mic này chất âm rất là dày, tiếng hay, tiếng bay và sóng thì ổn định trong tầm khoảng 150m các bác nhá. Sóng rất là tốt. Với gia đình mà bác nào chịu chơi thì các bác đầu tư cái dòng mic này thì khỏi phải chê về chất âm. Thì đây cũng là một cái đơn đặt hàng của anh Miên ở thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Vâng, là anh đã là một cái khách hàng rất là thân thuộc bên em, rất là thân quen. Anh đã sử dụng và đặt hàng bên em rất là nhiều những cái sản phẩm. Và lần này thì anh quyết định nâng cấp cho mình một cặp mic DB550 Pro. Thì bây giờ em cũng làm cái video test chất âm trước khi là gửi hàng đi cho anh, cũng như là làm cái video làm kỷ niệm lên đây. Bác nào có nhu cầu thì vui lòng tham khảo và liên hệ với bên em. Quý vị và các bạn cùng sẽ nghe một cái ca khúc test chất âm của cặp mic 550 Pro. Thì vừa rồi quý vị và các bạn vừa trải nghiệm chất âm của chiếc mic DB550 Pro với chất âm rất là hay,
tiếng rất là bay, dày tiếng, và đặc biệt là những cái nốt nhạc lên xuống ca sĩ hát rất là nhẹ, rất là dễ hát các bác nhá. Vâng, một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn anh Miên, anh đã rất là tin tưởng và sử dụng sản phẩm do bên em cung cấp. Và bên em cũng xin tạm dừng video tại đây để đóng hàng trước khi đóng hàng gửi đi cho anh. Vâng, một lần nữa xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Và quý vị nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ trực tiếp với bên em với số điện thoại 0912 69059. Xin kính chào và hẹn gặp lại.